Sáng ngày 12 tháng 11, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Mỹ, sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, 13 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2019, Mỹ thấy cháu gái, sinh ngày 10 tháng 6 năm 2007, cháu họ của Mỹ, đang ở sau bếp nhà bà ngoại cháu nên nảy sinh ý định giao cấu. Lúc này Mỹ kêu cháu đi theo sẽ cho tiền và dùng tay phải bế cháu lên, tay trái cởi quần cháu xuống định giao cấu, bị người thân cháu phát hiện tri hô. Mỹ bỏ chạy về nhà, đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, người nhà phát hiện cháu có dấu hiệu bị xâm hại. Hỏi thì cháu kể lại sự việc bị chú Mỹ nhiều lần giao cấu và đến trình báo công an sau đó. Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Mỹ bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra còn xác định, từ khoảng tháng 1 năm 2019 đến ngày 12 tháng 2 năm 2019, Mỹ còn 6 lần khác thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái. Mỗi lần Mỹ thực hiện hành vi giao cấu xong, Mỹ cho cháu từ 20 đến 45 ngàn đồng.